một ngôi làng chắt chiu những tinh túy từ hạt gạo. Với một phương pháp đặc biệt có tên là thủy thượng. Ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá một trong tứ đại danh tửu của Việt Nam. Làng Kim Long, xã Hải Quế, tỉnh Quảng Trị là địa điểm ở miền Trung Việt Nam được người Pháp xưa kia chọn làm nơi nấu rượu mang đi xuất khẩu. Trong phương pháp nấu rượu nơi đây luôn có một vật dụng quan trọng được dùng, đó là những chiếc nao. Không biết là bây giờ ở trong làng mình còn có nhiều người làm cái lao để nấu rượu không ạ? Chỉ có mình tôi làm thôi. Chú sẽ dùng loại gỗ nào để làm ra cái lao để nấu rượu? Làm gỗ huyền. Gỗ này là để chịu ải của hắn về lấu, chịu nước. Gỗ này phải là chịu ải tốt này, bởi vì ngâm thường xuyên và phải làm như thế thì mới dùng được lâu. Những thùng gỗ mà người Kim Long gọi là nao cho đến nay vẫn là vật dụng phổ biến nấu rượu nơi đây. Bí quyết cho sự nổi tiếng của làng rượu Kim Long không phải là từ những chiếc nao, mà chúng đến từ phương pháp làm rượu của làng. Ba ơi, không biết là bí quyết để tạo nên hương vị thơm ngon của rượu làng Kim Long là gì ạ? Rượu làng Kim Long rượu ngon là cũng do mạnh. Mạnh là có như 18 vị thuộc Bắc. Với là có như là riêng, là bỏ vô trong làng thơm. Dạ. Rượu vừa thơm mà vừa ngon, mà cũng do là nguồn nước. 18 vị thuốc Bắc cộng cả riêng thì mới ra được men. Thế đây là bí quyết của cả làng mình hay là của riêng gia đình bác ạ? Tùy theo, ai ưa làm thì họ làm, họ nấu. Dạ. Còn như gì cũng biết được, như gia gì á, là ông nội là cũng làm men, mà truyền lại cho cha. Cha thì mình về làm dâu thì ông già ông cũng truyền lại cho mình một ít. Thổ nhưỡng đã ban cho vùng đất Kim Long một nguồn nước đặc biệt để nấu rượu. Những con người miệt mài tạo nguồn men theo cách riêng mà cha ông đã để lại cũng là một phần đã làm nên rượu Kim Long nức tiếng khắp Việt Nam. Ba ơi, tại sao mình phải đặt chiếc đũa lên thế này ạ? Đặt chiếc đũa này là để là từ gió đỡ hư men. Đời trước là có bố mẹ của cô ạ. Là làm xong là cũng đặt chiếc đũa trên bánh vậy đó. Chứ mình cũng đặt chiếc đũa đôi khi ngủng gió, ngủng lúa là ngấu bọc là hồi cái máy đi là vàng khe luôn. À, vậy là ngày hôm nay anh em còn được học thêm một bí quyết của làng nghề rất thú vị. Cho đến nay, cả làng Kim Long có đến 85% đều làm nghề nấu rượu. Cũng giống như quan niệm giữ cho men khỏi hỏng, được truyền từ đời này sang đời khác. Phương pháp nấu rượu nơi đây mấy chục năm nay cũng không hề thay đổi. Ba ơi, hình như là con thấy có cả bi đông ở trong nồi nước đúng không ạ? Cái này là cái ca. Cái ca này là để là làm cho hơi nó rượu đấy, nó bốc lên cái ca này. Nó chảy ra thành là rượu. Cái công đoạn mà chưng cất như thế này ạ, thì diễn ra trong bao lâu ạ? Thời gian mà nấu mà rượu mà lửa màu đỏ đều á, thì khoảng 2 tiếng. Đứng trong này cay mắt quá bác ạ. Bọn con không quen, bọn con vào mà như kiểu đang khóc ấy. Bác thì không một chút gì thay đổi. Người dân Kim Long hay dùng từ thủy thượng để chỉ cách chưng cất rượu của làng mình. Cho đến nay, bà con trong làng đang nấu 3 loại rượu khác nhau. Rượu từ gạo tẻ, gạo nếp và gạo tím. Thử rượu. Dạ vâng ạ. Uống một chén có say được không ạ? Không sai đâu. Đây là rượu gì hả bác? Rượu tím ạ. Rượu gạo tím Thái. Cháu thấy là rượu có lẽ là rất hơi nặng so với cháu ạ. Giờ anh mới biết vì sao mai anh nhăn mặt. Cháu nói thật là rượu rất thơm, rất đậm đà, nhưng mà hình như là độ cũng hơi cao nữa. Chúc các bác sức khỏe nhé. Và chúc bà con làng rượu của mình ngày càng phát triển nhiều hơn nữa ở nghề. 100%. Cảm ơn hai bác. Người Kim Long rất tự hào về nghề nấu rượu của làng. Cùng với 3 ngôi làng nấu rượu khác là làng Vân, Bầu Đá, Gò Đen, rượu làng Kim Long đã tạo nên danh xưng tứ đại danh tửu nức tiếng khắp Việt Nam.